Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến mới và nhanh của dịch COVID-19, để chủ động và sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, các đồng chí Phó trưởng ban chỉ đạo, lãnh đạo một số ban xây dựng đảng của tỉnh ủy và sở ngành đơn vị y tế có liên quan. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh, thời gian qua, các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của cả cộng đồng nên dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, đến đêm ngày 25 tháng 8, Ninh Bình đã phát hiện một ca lây nhiễm trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây tại xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn. Ngay sau khi nhận được thông tin, huyện và các đơn vị có liên quan đã tiến hành phong tỏa toàn bộ chợ Cồn Thoi và khu vực xung quanh có bán kính khoảng 500 mét, trong đó có nhà bệnh nhân sinh sống. Đồng thời, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tất cả các trường hợp trong khu vực thực hiện phong tỏa. Trước diễn biến mới này, các đại biểu cho rằng Kim Sơn phải triển khai mạnh hơn các biện pháp phòng chống dịch, trong đó cần mở rộng phạm vi phong tỏa với bán kính lên 1.000 mét, thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ xã Cồn Thoi, giãn cách theo chỉ thị 15 đối với các xã, thị trấn còn lại của huyện Kim Sơn. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách F0, kiểm soát chặt các phương tiện ra vào khu vực huyện, nhất là các tuyến đường, bến đò ngang có liên quan đến xã Cồn Thoi. Rà soát, sàng lọc người lao động làm việc tại cụm công nghiệp Đồng Hướng hiện đang sinh sống ở Cồn Thoi để cách ly, xét nghiệm nhanh, sẵn sàng cung ứng hàng hóa đối với khu vực bị phong tỏa và khi dịch căng thẳng hơn, tăng cường nhân lực, ưu tiên tiêm vaccine cho người dân khu vực Kim Sơn. Đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng để người dân bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Để khống chế và ngăn chặn dịch lây lan rộng ra các địa phương khác trong tỉnh, các đại biểu đề nghị triển khai ngay các phương án theo cấp độ dịch đã ban hành, thắt chặt hơn các điều kiện để kiểm soát chặt các phương tiện ra vào tỉnh, người từ vùng dịch về, quan tâm động viên và trang bị thêm đồ bảo hộ cho lực lượng tuyến đầu, kích hoạt và vận hành các bệnh viện dã chiến, đào tạo, tập huấn cho nhân viên y tế, chuẩn bị sẵn nguồn cung hàng hóa tùy từng cấp độ dịch. Cùng với ngân sách của tỉnh thì cần phải đẩy mạnh xã hội hóa để mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, đáp ứng đủ nhu cầu phòng chống dịch. Ủy ban Nhân dân các cấp, nhất là huyện Kim Sơn, rà soát các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội để phân công cho từng tổ chức đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ. Cần thông tin nhanh, kịp thời, công khai, chính xác tình hình dịch bệnh, quản lý truyền thông trên mạng xã hội, định hướng tư tưởng, vận động người dân không mua hàng tích trữ, gây bất ổn thị trường và nguy cơ lây lan dịch bệnh. Các đại biểu cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương trong công tác phòng chống dịch. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện ở các địa phương, lĩnh vực phụ trách. Các cơ quan đơn vị rà soát lực lượng và trang thiết bị theo kế hoạch đã xây dựng, triển khai theo đúng phương châm 4 tại chỗ. Các phương án ứng phó cho từng cấp độ dịch cần phải cụ thể hơn, phải xác định rõ người chỉ huy, cơ quan thực hiện, giải quyết nhanh, triệt để, hiệu quả các tình huống đột xuất xảy ra. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận và đánh giá cao sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, kịp thời của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh trong suốt thời gian qua. Đồng thời, trân trọng cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế thuộc tuyến đầu, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và đặc biệt là người dân đã cùng cộng đồng trách nhiệm tham gia có hiệu quả vào công tác phòng chống dịch. Hiện nay, dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, có thể sẽ còn ca lây nhiễm trong cộng đồng. Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị phải tập trung cao nhất cho công tác này, coi đây là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu với quan điểm nhất quán là chống dịch như chống giặc, bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân là trên hết, trước hết. Chủ động các phương án, kịp thời ứng phó với các tình huống, tuyệt đối không được chủ quan lơ là. Các giải pháp phải quyết liệt, mạnh mẽ, linh hoạt và hiệu quả hơn, phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có thông báo cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống dịch, trong đó xác định tinh thần là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và trách nhiệm thuộc về người đứng đầu. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và cơ quan chức năng xây dựng các phương án, kịch bản, trong đó cần tính nhiều đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Các địa phương đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất theo phương châm 4 tại chỗ, ưu tiên nguồn lực và tăng cường tiết kiệm chi, nhất là các khoản chi chưa cần thiết để phục vụ cho phòng chống dịch.
Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đánh giá tổng thể việc thực hiện các chủ trương, biện pháp, cần dự báo sớm tình hình, hoàn thiện các kịch bản, cố gắng ngăn chặn, không cho dịch lan rộng, nhất là các khu đô thị, khu công nghiệp, chợ dân sinh, chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án và quyết định các vấn đề cụ thể liên quan đến mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, xây dựng bệnh viện dã chiến, việc xét nghiệm diện rộng, xây dựng chợ tạm, chợ lưu động, phục vụ nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu làm tốt hơn công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân bình tĩnh, không hoang mang, chủ động phối hợp và tin tưởng, đồng hành cùng chính quyền và cả hệ thống chính trị phòng chống dịch. Có các hình thức biểu dương, khích lệ, khen thưởng kịp thời các điển hình, cách làm hay, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội, đồng thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, các thông tin xấu độc, sai sự thật, kích động, gây tác động tiêu cực. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm phòng vaccine, quan tâm chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, ổn định giá cả thị trường, chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết, tiếp tục kêu gọi tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, huy động các nguồn lực trong nhân dân để ủng hộ công tác phòng chống dịch. Đối với huyện Kim Sơn, cần kích hoạt các biện pháp chống dịch ở mức cao nhất, không để lây lan rộng. Đối với các kiến nghị đề xuất tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu thống nhất có giải pháp tháo gỡ trên cơ sở tăng cường phối hợp, đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể và vai trò người đứng đầu, quyết tâm ngăn chặn, khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.